Giê-hô-va. Luôn luôn ta không quên, luôn luôn ta không quên, không quên biết bao ơn ngoài của Ngài. Luôn luôn ta không quên, luôn luôn ta không quên, không quên biết bao ơn ngoài của Hãy subscribe.
Này tình yêu ta thuộc về nhau, môi cười hạnh phúc đắm say tình yêu ta hát. Bên nhau lòng nghe ngây ngất, trái tim ta thuộc về nhau mãi mãi. Tình yêu Chúa ban tặng làm tươi mới tâm hồn. Phút giây yêu thương này sẽ không bao giờ nhạt phai. Tình yêu Chúa ban tặng người niềm hạnh phúc, bước đi trên con đường ta thuộc về nhau. Nắng sớm lên ngoài thềm, ngàn muôn hoa cùng khoe sắc thắm,
với tiếng ca rộn ràng, ngàn chim vui hoa ca. Với trái tim nồng nàn lời yêu thương, về đây ta hát, hát khúc ca dịu dàng này tình yêu ta thuộc về nhau. Môi cười hạnh phúc đắm say tình yêu ta hát, bên nhau lòng nghe ngây ngô, trái tim ta thuộc về nhau mãi mãi. Tình yêu chưa tan tàn, làm tươi mới tâm hồn. Phút giây yêu thương này sẽ không bao giờ nhạt phai. Tình yêu Chúa ban tặng rạng ngời niềm hạnh phúc. Bước đi trên con đường ta thuộc về nhau. Lời yêu thương về đây ta hát, hát khúc ca dịu dàng này tình yêu ta thuộc về nhau. Môi cười hạnh phúc đắm say tình yêu ta hát, bên nhau lòng nghe ngây ngô, trái tim ta thuộc về nhau mãi mãi. Tình yêu Chúa ban tặng làm tươi mới tâm hồn. Phút giây yêu thương này sẽ không bao giờ nhạt phai. Tình yêu Chúa ban tặng rạng ngời niềm hạnh phúc. Bước đi trên con đường ta thuộc về nhau. Cười hạnh phúc đắm say tình yêu ta hát, bên nhau lòng nghe ngây ngất, trái tim ta thuộc về nhau mãi mãi. Tình yêu Chúa ban tặng mãi tâm hồn. Phút giây yêu thương này sẽ không bao giờ xa. Bài hát mong manh ở đi dòng đại biểu phù. Câu cuối cùng đi là chất vật cột nhiên đề đại là xã bỏ la cao là bỏ kết nghìn plật vịt plật nào cột luôn. Vì mi cơ ai đi cử đạp cập dùi mây từ đầu một tuôn họa xảy lầm la. Phúc năng tâm ira là hình ngùng nằm e lầm ghét bỏ điết bỏng cọ dinh cực lầy bừng họa. Hấp ác cực lầy cọ dinh cực gỗ họa mơ râu của tòa chủ ủng mộ. Rio Inyul lên đất Ihui Bun Yang. Cơ chế ta mai đốt lâm phúc chẳng bìm ni cơ khỏi giang. Đốt lâm sang át bìm ni cơ ai đi. Ai tìa mẹ mốc lết đập in năng. Cứ đầy dâm ngất chắc ai đi kẻ kri. Rất nay tư tật ba lết khỏa bồn tố. Bồn tố khỏa sang giang. Ê bồn khỏa sang giang. Chính khang đang qua hoa mưu tuôn. Ông môn đầy kê mẹ dươi cốt mai yêu mưu thương lê sạp băng. Dươi yuân như màu xa ai bầu. Lên tu ai bầu núi dập bồn đề lan. Chẳng mươi cơ tòa cho ông bộ này cực lấy khắp xem là nào. Ở chiếc giang gặp dưới nếp bồ đầy, khắp bẹt sẽ tìm ai đi khắp cửa đi. Sẽ tìm kri khắp là cửa đầy, lấy khắp mô thô rai tui ố. Lên anh ta đã rung ôn bị prong phụ, rung nụ bỏ rô ưu mô của bào bình vọ bệnh rung. Lên anh mức lạ ngã dọa ưu bát tư xích lệ đi chăng. Lên chắc chiếc giang gặp dưới nếp bồ đầy, khi đọc bác ai tìm ác kri chương bằng hoa. Lên anh chiếc giang đầy đâm vơ ô bìm ni cửa ai đi. Ở ngắt cầu ạch mươi bẹt của Yehovah, lên anh đâm vơ bếp ô của chiếc giang rõ chắc như ngã lê. Mấy cái tiếng giang rê clay đắp bún brang ai nang pai clay xoay xem lại hứng ác của người đông. Kính thưa quý vị, sau những khoảnh khắc chờ đợi, giờ đây cũng đã đến giờ chúng ta cùng tổ chức buổi tiệc mừng cho buổi lễ vui quy, chúc mừng cho tình yêu của lứa đôi cô dâu ở Rio Inyul sẽ trước cùng chú rể Ihui Bun Yang. Và ngày hôm nay vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời toàn năng, niềm vui hạnh phúc cho những ai bước theo đường lối của chính Ngài. Sau một chặng đường đôi bạn trẻ của chúng ta đã tìm hiểu tâm tư tính cách của hai con người dường như khác biệt. Nhưng ơn Chúa, Ngài là đấng đã dựng nên trời và đất, tạo dựng nên cuộc hôn nhân đầu tiên. Đấng đã gắn kết đôi bên gia đình, đôi bạn trẻ cũng như tất cả quý vị và các bạn đã cùng có mặt tại đây. Ví như Kinh Thánh có chép rằng, ai tìm được một người vợ là đã tìm được một điều phước và hưởng được phước lành đó bởi Đức Giê-hô-va. Và ngày hôm nay nhờ sự đồng ý của bên chính quyền địa phương sở tại và sự thống nhất của đôi bên gia đình, chúng tôi đã quyết định cho ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020. Tức nhằm ngày 12 tháng 2 năm Canh Tý để cùng tổ chức buổi tiệc chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Và vừa đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành khi đã có mặt tại tư gia của gia đình Mỹ Mai Nhôn và chung vui cùng với gia đình.
và không để cho toàn thể quý vị và các bạn cùng đợi chờ lâu. Ngay giây phút này đây, trước sự có mặt của quý ông bà mục sư, thầy cô truyền đạo, quý vị trụ điểm nhóm, ban chấp sự từ các hội thánh gần xa, quý quan viên hay họ cùng với tất cả quý vị quan quý cùng có mặt tại đây, hãy cùng hướng về khu vực trung tâm của nhà hàng tiệc cưới Ngọc Bách trong tiếng nhạc du dương của ban nhạc Đăm Săn. Và kính thưa quý vị, cô dâu chú rể của chúng ta lại tô điểm với vẻ đẹp của người con gái Tây Nguyên, những chàng trai nơi đây với studio áo cưới Văn Quý, thì chúng ta sẽ cùng chào đón hai con người hạnh phúc nhất, đôi nương của chúng ta trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời cô dâu Hờ Rêu Nhuôn sẵn đến cùng chú rể yêu yêu quân giá sẽ cùng ra mắt thôn trường trong ngày hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng luôn có những câu chuyện tình yêu rất đẹp của đôi ông cô những người trẻ, và tình yêu luôn mang đến niềm hạnh phúc cho những người yêu nhau. Tình yêu thương gắn kết thì không hư mất bao giờ. Cô dâu chú rể của chúng ta trong bộ áo cưới của studio áo cưới Văn Quý hạnh phúc lắm thay, đẹp lắm thay, rạng người lắm thay. Vì chúng ta biết rằng không phải những người đẹp nào họ cũng hạnh phúc đâu, nhưng khi quý vị hạnh phúc thì quý vị dường như là những con người đẹp nhất trong ngày hôm nay. Và cho ủng hộ được tình yêu của người này vô hồn lặng đi. Đây là chiếc tiếng ghét lặng cái cây họ sò MC say rong 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 phong lùi dân lại chắc nặng lệch. Ta tình tình bước sang nhiều giặc dầu ở đi mì mà đông mừng rên này rung mộ viêm ác rung nặng dầu. Plam tay vô thứ buồn sang đây vì màu play chật chinh. À, cô dâu và chú rể thì hôm nay trong ngày vui hạnh phúc đẹp đôi với tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho. À, cùng khoác tay nhau và chuẩn bị để MC đếm ạ, được không ạ? MC Giáp đoà chủ ở đây là Lung Quốc ở Cập Nhuôi chẳng là Giáp thì được lời hợp ạc. Và quý vị thì chuẩn bị chàng vỗ tay được không ạ? Chuẩn bị để MC đếm và bên cạnh đó sẽ là tiếng pháo. Nhưng chàng vỗ tay của toàn thể quý vị là lời chúc tuyệt vời nhất. MC xin đếm nào cô dâu chú rể, cứ thuận vợ thuận chồng thì tắt biển đâu cũng cạn, để MC đếm nào chúng ta cùng chào. 1, chuẩn bị ạ, 2, 3, chàng vỗ tay thật là nhiên nào. Đó là lời cảm ơn mà cô dâu chú rể gửi đến đôi bên gia đình, những người cha, người mẹ cũng như tất cả quý vị và các bạn đã cùng có mặt tại đây. Ở chiếc giang gặp dù nè phùl đầy lây tì đoà sơ chô mộ mô lê lê chạc chinh mạng túc lê pháp mừng dù hồ và lây cao mô bộ nè đoà vẽ ở chiếc giang gặp dù nè phùl đầy. Và ta đặt đầy lệch sân này ta đặt đầy lộ rạc trắc đoà phô khắp krap buôn vì ta đặt đầy krap buôn vì ta đặt buôn nia buôn rẽ cây buôn cơ bùi ạch chạc mơ mô huyết của mình xa mô ngạc của cơ bùi ôm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón tấm lòng đầy quý giá của người cha, của người mẹ, tấm lòng vàng đã có dành cả tuổi thanh xuân và những điều tốt đẹp nhất để yêu thương con cái của mình vậy. Với những lời biết ơn, chúng tôi xin trân trọng kính mời Mỹ Nhôn, Mai Nhôn đến với chúng ta từ thôn 7, xã Chi Vô, thành phố Buôn Ma Thuột. A câu của Mỹ Mai Nhôn thi bệ tiệt lục con đường này. Biết lúc nãy a câu của tuần y quân được buôn phù huê ở trên ăn chẳng thiệt lục con đường. A câu của tuần nào có sang thiệt lục con đường. Cảm ơn cha, cảm ơn người mẹ đời vĩ đại đã nuôi con lớn dạy cho con khôn và cả những điều tuyệt vời đã dành cho con của mình. Vì kinh thánh chết rằng Đức Chúa Trời đã yêu mến người nào khác nào người cha, khác nào người mẹ để yêu con của mình vậy. Tôi đang có sang đây mà bồng ta từ lúc nào này lẽ ý bồn tứ cầu bồn thông bởi đà sông tóc bít bít nắp bít chôm bít lăn rồm bát năn dình bít ai điên mơ cực lấy khắp năn lùm in nông hình lẻ mơ. Tức lúc này lâu hình cực đầy chẳng tầng rạ chẳng mơ cực lấy rũ chương tầm mà tôi đang có sang sân luôn có lúc cầu cầu khoa bồng tô sang riêng từ lúc nào này tìm bồn lạch cầu cầu ai vòn sang riêng lúc nào sẽ đưa tên cầu lâm cầu cao một lạc năng tân quá đây mày mọc lại hướng ác việt hà lâm phụng bồn đây như mọc lại đi khắp dính gã sợ gã sai mờ sần đi như du mây mọc nụ vui giam bồn đây cặp đôi li bạc nọ thịt luôn thì như thế này đừng vớt mọc lại hướng ác này ao phai giang sần mấy đầu cái nào hướng di giang lại bông hoa chưa hướng ác không biết còn gã sang mấy tên đây sần ít phô sang thì đó di giang cái này lâu mới hên mừng di giang nắng bông hoa cho cái này mặc tú lại đòn giác thì du mây nắng bông hoa cặp đôi nào cái di giang nắng chỗ ira tên làm sẽ mơ lên đang rồi mày quát bông lo sần lo vịt đêm đây rất nốt ở phá giang em nằm biết kia kê phụ nạp chỗ em biết mô kết năng sẵn một ngày là mẹ nằm kê chươn mẹ cho sao bà lạch và kê chươn áp quê nơi đồng ngàn nhá y kia kê đạp bình năng một ngày có chí ai chơi bà lạch bình ni của bình lạc phá giang sụp ít Amen. Anh là chạy đi. Kính thưa quý vị khách quý và kính thưa hai họ bên nhà trai và họ gia đình bên nhà gái và kính thưa anh em chú bác gần xa dành chút bớt thời gian đến mừng lễ tân hôn của hai cháu chúng tôi. Một lần nữa tôi xin đại diện bên họ nhà gái
Một cái lời cảm ơn hai dòng họ và gia đình, và một cái lời cảm ơn toàn thể anh chị em chú bác có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Một cái lời chúc sức khỏe quan trọng nhất. Cuối cùng tôi xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, và là xin cảm ơn. Xin được cảm ơn và xin cảm ơn cô chị Giang gặp tôi nội phu mà này phong dòng mọi đây thế chàng anh luôn lại hưng áp rút một lại rồi này sau này có biết làm đồ sang tìm cái chàng hưng đã thâu đã cho bốn ngày một lại thập rất lại thập như tôi xin lại thập để hiện cái gì tôi biết nhà mà em muốn hưởng được tầm tay ô ăn ôm một chỗ một chim chim chả bạc lạc chàng gầm đã như ông dương một trâu mà một lại thập cực mà lạc nhà luôn đã đi rút tay của quân ta xài già lớn tập lại phục những dòng sông bẹn lại bên đây sắp rồi này đây hợp ác đi nhu đây ai xung đi nhu lại lại thăm đi nhu chặt xem sắp đã chuẩn bị đi nhu làm chậm thiền để chặt quê Việt Nam một là chiếc mà một là xin ốm ốp việc lại thăm đi nhu sắp có bên đi là giặc cái chiếc trang gặp vui có bên là có sang bên đi là giặc cái chiếc trang gặp vui để tôi rồi này phi được có sang đang mà phi được có vô trung chân ác bên có sang mày rồi này sắp có bên đi là giặc có vô nhà từng lần ở chi chàng để này băng an vì cái tăng là chất của tôi đang cầu sang đầy tươi cùng bước đi trong tình yêu thương. Và tiếp theo cô dâu chú rể sẽ cùng cắt chiếc bánh rất là ngọt ngào. Cô của tôi chỗ mộ là sẵn tiền từ này, mời cô dâu chú rể sẽ cùng cắt chiếc bánh nào, xin chân trọng kính mời. Một năm nữa đã qua, trong con ngập tràn lời cảm ơn cha về những ơn thiêng Chúa đã ban cho đầy tràn trên đời sống con. Dù có những sóng gió, những lúc bất an lúc này dường như hoang mang, và Chúa đã đến nhẹ nhàng đôi tay Ngài dìu bước con đi. Và Ngài vẫn yêu con qua bao ngày đêm vẫn bên con hỏi. Đến những tháng năm ấy bên cha lòng đầy vang lên khúc ca. Ngài vẫn yêu con mà ở bên con hoài. Tình yêu Chúa quá lớn là dành cho con mãi thôi. You are my love. Chúa yêu thương con rất nhiều. Ngài đã đến ban cho con niềm tin. Để trong con hôm nay ngập tràn niềm vui Chúa ban đầy vơi. Chúa yêu thương con rất nhiều. Ngài đã đến mang cho con ngày mai. Hãy ở mãi bên con đừng rời xa con Chúa nhé. You are my love, love. You are my love, love. You are my love, love. You are my love. Hôm nay quý vị sẽ là lời chúc tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để cùng nâng ly. Và lời chúc tuyệt vời cả em xin tế bạn. Rê na bằng ngàn bình tàng chị dàn đấy. Còn giờ chứ để chuẩn bị uống nào. 1, 2, 3. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Câu cờ đoàn châu ủng hộ sang lời rất tiếp luôn với anh trai. Cảm quý vị lại với nhau và đôi bên gia đình nhà gái nhà trai. Chúng tôi chúc đôi bên gia đình sức khỏe, tình thông gia, suy gia thân phận tốt đẹp hơn. Một lời chắc, sân lời chắc để tiếp nhận một điểm. Vâng, xin cảm ơn quý đôi bên gia đình và chúng tôi mời quý vị sẽ cùng bước xuống để chuẩn bị những món quà dành tặng cho cô dâu chưa đây. Lần nhất. Buông lạch tha bê ma sắp lường cầm tùng thâu ngã quay tớ ngã rầy biệt lạch tha bê ma pro người làm tí tí thông cảm lạch cặp mềm sẽ nó cro người đầm lạch cặp man sẽ nát nè quên bè bê ma tu quay nát lệch lan cầm tùng ngã rầy miệng miệng pháp câu prong rong ma ba mi câu lồng chẳng mang cơ nát mi rìa cờ prong thân lăng ngăn mi mang đuôn nát rư prong rư hữu người mi ma măng nát vượt choa grab rê mong nay vinh cơ bước
si tuyệt là nắng quen tên quên bút cơ ai đi mẹ mà mang cơ bụng nát cho mà bọt cơ ai đi nà nào mau nghe tum thâu ngã lây tên ngã rầy bé lây tháp bị ma pro người làm tê tê thọt yeah.
lòng thấy bình an, được Ngài luôn yêu thương. Ôi phước hạnh thầy, từng ngày đi bên Ngài không thôi, Cha dẫn dắt đưa trọn đời. Lòng này con không sao nói hết tình Cha, vì Ngài yêu thương con vui đến mang thập hình. Và lòng này con luôn biết ơn Ngài, này là điều con muốn nói. Sẽ mãi yêu Ngài với tất cả đời con, sẽ mãi yêu Ngài đến hơi thở cuối cuộc đời, sẽ mãi yêu Ngài dẫu mai sau chẳng còn chi riêng Ngài thôi. Thank you.
Cha quỳ dưới chân Ngài, càng gần Cha hơn càng mến yêu Ngài. Thật không ai chạm lòng con như chính Cha yêu con. Quả thật không ai hiểu thấu chim trái tim con. Giêsu con yêu Ngài bằng chính tâm hồn. Giêsu yêu con từ bỏ thiên đàng, để chuộc mua con Ngài phải hy sinh. Ngài đã đến vì tôi con Cha gánh bao đau thương, và Ngài đã chết để cho con được sống mãi trong Cha. Này là lòng khát khao mãi bên Ngài, nguyện từ tận trái tim sẽ yêu Cha. Cho con được sống mãi trong Cha. Đây là lòng khát khao mãi bên Ngài, nguyện từ tận trái tim sẽ yêu Cha. Trong cuộc đời hiến dâng hết linh hồn này, nguyện dâng hiến cho Ngài. Giêsu tâm con dâng Cha, này là lòng khát khao mãi bên Ngài, nguyện từ tận trái tim sẽ yêu Cha. Trọn cuộc đời hiến dâng hết linh hồn này, nguyện dâng hiến cho Ngài. Giêsu tâm con dâng Cha, Giêsu tâm con dâng Cha. Chúa
nothing in this world. You brought the sunlight, completing my whole life. I thank you, Lord, for what you have done for me. Suddenly you came to me, that I know that I could never live without your love. You are the heartbeat of all I do. You are my everything. Without your hope in my heart, without your love in us to hold me, what can I do or how can I live? Suddenly you came to me, that I know that I could never live without your love. You are the heartbeat of all I do. You are my everything. Đổi thay đời